Hoàng Cơ Minh quả nó là, nó là một cái mộng ước không thể tưởng tượng được. Tưởng rằng thì là mất Việt Nam là coi như xong rồi, mà bây giờ cái phong trào Hoàng Cơ Minh nó nổi lên đó, coi như rằng thì là sắp về Việt Nam giải phóng rồi. Không, nó không hề sắp về. ít nhất là nó nuôi một cái ảo vọng, nó nuôi một cái ảo vọng. Thiếu gì những người mà như De Gaulle đi qua rồi thì là đi về phục thù, cái chuyện đó thành ra đó, cái mặt trận Hoàng Cơ Minh đó là thu hút rất nhiều những bộ mặt trí thức đàng hoàng nhất của miền Nam Việt Nam, của miền Nam Việt Nam. Thành ra là cái vấn đề cái... Bác còn nhớ cái bài của ông Hoàng Cơ Lân nói rằng miền Nam sụp đổ là vì cái đám lũ trí thức miền Nam mà miền Nam sụp đổ. Tôi còn nhớ cái bài đó. Cái bác sĩ Hoàng Cơ Lân đó, mà tôi, tức là ông đại tá bác sĩ Hoàng Cơ Lân, thì ông ấy nói về cái trách nhiệm của người trí thức trong việc mất miền Nam Việt Nam. Tôi còn giữ bài đó của bác. Vâng, thành ra đó, thành ra mình mới là, đấy cái lấn cấn của lịch sử mới lại gì đó, mà cái câu chuyện mà mình đành biết nói về đây là một cái oan khiên cái nọ cái kia đó, nhưng mà rõ ràng là cái phong trào Hoàng Cơ Minh đó, giai đoạn đầu đó, nó không hề có một cái nét mà định làm tiền hay là làm bịp bợm. Giai đoạn đó nó không bịp bợm, chứng cứ rằng thì là hạ chính hắn ấy chết bịp bợm cái gì nữa, bịp bợm thì lấy tiền để làm gì đó. Thành ra sau này mà bôi nhọ bôi giết tất cả những các cái phở hòa rồi cái này cái kia đó, và người Mỹ cũng không dám đụng tới cái đó, mà người Mỹ nó chỉ có đặt vấn đề thuế thôi, đặt vấn đề thuế thôi, cũng giống như là cái con của nhà báo Đặng Phong, cái gì Đặng Phong, vâng, Đặng Phong đó, đấy rồi thằng này nó cũng lại chống về cái vấn đề thuế, và cũng lại nhân đây để nói với anh Hùng rằng thì là cái vụ Đặng Phong, cái vụ cái cậu con này báo thù cha đó, nó sẽ là một cái hàn thử biểu để xem rằng nước Mỹ ủng hộ tới đâu, hay là vụ này rồi cũng chìm xuống. Thành ra mà mình mà lại tin tưởng ở nước Mỹ, là một nước Mỹ mà công chính với gì đó, thì đấy mới là nói về cái vai trò của Nguyễn Xuân Nghĩa bây giờ, cái chương trình của hắn ấy, ngoài cái chương trình là giờ giải ảo giải hết, cái chương trình của hắn ấy là Hoa Kỳ dị. Bây giờ hắn ấy đương nói là cái nền dân chủ của Hoa Kỳ nó mang nhiều cái dị tướng, và không còn ai dám tin ở nước Mỹ nữa. Và chính cái người ở trong nước Mỹ cũng bị buộc lại. Bây giờ không biết là Donald Trump đúng hay sai, hay là cái tướng Flynn đúng hay sai, hay là có Nga ảnh hưởng hay sai. Thành ra đó là rồi thì là vừa rồi cái hội đồng an ninh mới gì họp đó, cái bài mới nhất của Nguyễn Xuân Nghĩa đó là thay vì cái quốc hội, cái các nghị sĩ đó phải đặt vấn đề rằng thì là bây giờ các tướng lãnh này, các anh đặt vấn đề về cái Bắc Hàn và đặt vấn đề về cái ông tổng thống Donald Trump, thì đáng lẽ ra là vấn đề hòa hay chiến, vấn đề là có cần xin phép đánh nhau không, ông ấy nắm cả cái hòm nguyên tử. Thế nhưng mà thay vì có một cái tuyên ngôn minh thị, có một cái lệnh bên thị, cái nghị quyết, thì hai bên lại đá bùn qua nhau. Thành ra đó, nó cuối cùng không có nghị quyết gì cả, và họp rồi thì là ở trong phòng kín, ở trong phòng hở rồi gì đó. Thành ra Nguyễn Xuân Nghĩa trong cái kỳ vừa rồi đó, để hắn ấy nói về cái bế tắc của cái chính trị Hoa Kỳ, nghe thấy tưởng rằng thì là nó chặt chẽ lắm, nhưng mà nó cũng lại rối bời, thằng này buộc chân thằng kia,
cái này cái kia đó. Cho nên rồi hắn ấy phân biệt là bốn vấn đề mà. Mỹ là gây ra sau đệ nhị thế chiến, nghĩ gây ra bao nhiêu cuộc chiến tranh mà chưa hề có tuyên chiến, mà theo hiến pháp Hoa Kỳ là phải có phép của Quốc hội. Nếu mà anh có làm cái vấn đề phản ứng nhanh như nữa thì cũng phải sau 60 ngày là được, phải xin phép Quốc hội. À, mà cụ thể là cuộc chiến tranh Việt Nam, à, mà, anh đánh ai? À, rồi thì là bịa ra cái vụ Max Đốc, căn cứ vào vụ Max Đốc ra một cái nghị quyết vịnh Bắc Việt, thế là để đánh nhau. À, thành ra đó đó. Mà không, may là không có tuyên chiến đó mà người Mỹ là chết rồi. Ở Việt Nam do trên 300.000. À đấy, đấy mới là nước Mỹ, đấy mới là cái nền dân chủ. À, vớ va vớ vẩn. Và đến ngay bây giờ đó, mình mới biết rằng thì là bây giờ đó ông Donald Trump bây giờ lại đưa ra một cái thăm dò có nên dọn tòa đại sứ Mỹ tới từ gì nhỉ? Có dọn về Bắc, có địa điểm rồi. Không. Ở bên Cầu Giấy nhỉ? Không. Có nên dọn tòa đại sứ Mỹ ở Israel đó. Israel. Vâng, ở Tel Aviv ở bên này bên kia đó. Tại vì cái này là nó đụng vào cả cái khối Trung Đông, mà cái đối Trung Đông đó ở trong này đó là mình mới nhìn thấy cái sức mạnh của bọn Israel. Đằng sau cái nền kinh tế của nước Mỹ, đằng sau tất cả những cái này đó, cái bàn tay. Tới giờ này hãy còn mạnh. Và có thể nếu mà dọn tòa đại sứ tới Tel Aviv hay là tới bên cái thủ đô của gì đó, tức là không còn đi cái vai trò trung lập giữa hai bên đầy dình, tức là một cái party pre, tức là coi như rằng tôi đứng đằng sau cái anh Netanyahu mới được gì. Vâng. Cảm ơn bữa nay nhà báo nói câu rất là hay. Hay nhất trong ngày hôm nay, tức là người cộng sản rất là kiên nhẫn. Vâng, còn chúng không phải là chúng tôi nói hay đâu, chúng tôi chỉ lặp lại lời của Bác Hồ thôi. 10 năm trồng người mà 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Và nghĩa là nếu cần phải nghĩa là đốt hết dãy Trường Sơn để mang lại thống nhất đất nước, chúng ta cũng cần phải làm. Đó là cái sự kiên nhẫn người cộng sản. Chúng tôi chỉ lặp lại chứ chúng tôi cũng nói cũng không hay đâu. Vâng, trở lại đây đó thì thưa quý khán giả, góp ý với bác Cường thì thứ nhất là cái vấn đề ông Ngô Đình Thục. Cái buổi lễ Phật đản năm 1963, ông Ngô Đình Diệm ra thông cáo rõ ràng cấm không được treo cờ Phật giáo ở ngoài đường, chỉ treo trong khuôn viên của chùa mà thôi. Chúng tôi đặt cái câu hỏi trở lại, thế những người công giáo rước kiệu Đức Mẹ và kiệu Thánh Mẫu ở đâu? Ở ngoài đường chứ đâu phải ở trong đấy. Mà có cờ không? Có cờ, cấm cờ đầy hết. Thí dụ như ở trong nhà thờ, khuôn viên nhà thờ thì mình đi trong khuôn, đằng này đi ra ngoài đường thì tại sao mình làm lại được mà lại cấm người ta treo cờ Phật giáo? Và đúng cái năm đó đó thì lại sau cái lễ Phật giáo đản á thì lại là cái sinh nhật của ông Ngô Đình Thục ở ngoài Huế, treo cờ đầy hết các cái cầu này, cầu Phủ Cam này, rồi cầu Loren này, cầu Bến Ngự này, tất cả những cầu bắc qua sông An Cựu. Tôi ở Huế mà tôi biết mà. Nhà tôi ở đường Trưng Trắc. Cuối đường Trưng Trắc, ông cụ tôi ở một cái tòa nhà của Liên đoàn 81 quân cụ. Bên cạnh đó thì là cái dinh của ông Nguyễn Tấn Thi. Rồi đầu bên kia đó là nhà nữ hộ sinh quốc gia. Bây giờ vẫn là cái trường gọi sao kiểu danh từ mà lúc mà mới vào là trường dạy trường đẻ. Mà cuối cùng rồi là cho ba quả lựu đạn như là trước đài phát thanh cái đó thì là cái chuyện chuyện khác bác. Ông, cho vào đấy ba quả lựu đạn nổ bao nhiêu người chết rồi là đổ thừa về cộng. Cái đó là cái ông thiếu tá Nguyễn Văn Trí thì cái chuyện khác, nhưng mà đang nói chuyện về vấn đề cấm người ta treo cờ của cái tôn giáo lớn nhất ở Việt Nam, mà trong khi đó cái ngày sinh nhật của ông Ngô Đình Thục thì treo cờ đầy hết tất cả các cái con đường dẫn đi vào Phủ Cam. Phủ Cam lúc đó là cái gì, là chỗ đó ông Ngô Đình Cẩn ở.
cái khu vực đó ở bên kia sông sông Bến Ngự, quên sông sông An Cựu. Thế thì hỏi rằng á là đó là những cái mà gọi là rõ ràng là độc tài và đã đảng trị và tôn giáo trị luôn á. Còn cái vấn đề mà ông Nguyễn Xuân Nghĩa đó, thì đây có độc giả nói rằng bác Cường nói rất đúng về ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Vâng, tôi đồng ý cái chuyện đó. Thì cái vấn đề ông Nguyễn Xuân Nghĩa, ông xác nhận rằng á, cái cuộc đời của ông á, đen tối nhất là trong cái giai đoạn ông ấy làm trưởng một ban can ai của bên mặt trận. Thì bây giờ cái chuyện đó ông xong rồi, có lẽ là vì ông hối hận việc gì đó thì bây giờ ông quay ông làm văn nghệ. Ông tổ chức cái chương trình hát bolero, nhạc bolero. Mà chúng tôi thấy rằng á, ở Việt Nam bây giờ đang có một cái phong trào rất là thịnh hành là phong trào bolero và hát nhạc vàng. Con đường xưa em đi bị cấm mà bây giờ cũng lại cho em cứ điều kiện đi tự do, em muốn đi đến đâu em đi, cứ việc hát đi đâu có chết ai đâu. Dạ vâng. Thế nhưng mà ở hải ngoại này đó thì bữa nọ đó hoa hậu, ui giời ơi, hoa hậu rụng như là lá mùa thu đó. Ông mục sư Huỳnh, ông ấy dẫn một đàn, ông đánh kia bo, ông đánh một nẻo, mấy bà hoa hậu là một, có một bà thì bảo hoa hậu Alaska. Tôi tưởng bà về mà mặc đồ cái gì những người Eskimo. Bà to lắm, cái mông bà to trình bình nha, đó là hoa hậu ở bên Alaska về. Bà tức cười đánh nhạc thì đánh một đàn thì bà cái người ca sĩ thì hát một nẻo. Nhưng mà cái chuyện đó chúng tôi không nói, chúng tôi nói chuyện ông Nguyễn Xuân Nghĩa ở đây. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa tuần vừa rồi ông có một cái bài báo, ông ấy than phiền về cái vấn đề nhân quyền. Rất là thất vọng ông Donald Trump không nói về cái nhân quyền tại Việt Nam. Thế à, tôi thì không nghĩ. Dạ. Dạ, có cái bài báo này để cũng có đăng trong người Việt này, trong cái phần của ông Nguyễn Xuân Nghĩa hay là cái phần ông nói chuyện gì với lại trên đài. Thì ở lại đây mới lại nhân tiện đây đó thì ông Nguyễn Xuân Nghĩa này đó lâu lâu á, bây giờ ông chơi cái, có lẽ là ông Ngô Nhân Dục chứ không phải Nguyễn Xuân Nghĩa, nếu không nhớ, nếu có lẽ hình như là ông Ngô Nhân Dục, nếu mà tôi nói sai xin lỗi ông Nguyễn Xuân Nghĩa, nhưng mà đại khái đó thì có cái bài báo nó than phiền về vấn đề ông ấy, xong rồi họ dùng cái bài của ông Phạm Chí Dũng. Phạm Chí Dũng là một người gọi là dân chủ, tranh đấu dân chủ trong nước ở ngay thành phố Hồ Chí Minh ấy. Thì ông Phạm Chí Dũng viết một cái bài. Thì tôi đặt vấn đề với tờ Người Việt, anh cử hai phóng viên Đỗ Dũng mới này, Đỗ Đại Thắng tức là Nguyên Khôi đi về làm Khôi Nguyên đi về làm tin ở APEC. Hai, anh không tin hai cái người đó mà anh lấy một cái bài của cái người mà không cứ thăm dậy trong đó rồi ngồi viết, ngồi ở nhà đánh keyboard rồi viết. Thì tôi hỏi rằng ông Ngô Nhân Dục, ông muốn cái gì? Ông muốn cái gì ở đây? Cái mà chúng tôi muốn đặt ở đây nữa là nó có nhiều cái dây má như là cái lý lịch của Nguyễn Xuân Nghĩa, cháu của Mười Cúc, để ông xác nhận cái chuyện đó. Cái chúng tôi không thành vấn đề, bởi vì có thể là cái là bố Việt Cộng, con không Việt Cộng giống như là bà Mỹ Dung răng Kron tuyên bố rằng là ok, bố là đại sứ Việt Cộng tại Nga thì okay, bây giờ con là CIA, cái chuyện gì bình thường. Cũng giống như ông Nguyễn Tu Mô, chủ tịch của Liên minh Việt Nam Tự Do, làm cơ quan ngoại vi của Việt Tân qua đây, ai đưa có ông? Trước khi ông đi đây ông ở nhà nào ông ở nhà ông Trần Bạch Đằng. Cái chuyện là chuyện rất là bình thường thôi. Có nhiều chuyện mình biết mình không muốn nói, nhưng mà đôi khi mình cũng cần nói để cho thiên hạ biết rằng á, không phải cái chuyện gì anh người ta không nói tức là không có, và người ta không nói tức là tại vì là người ta không biết đấy. Thì nhân tiện đó, cái chuyện đó thì cảm ơn bác Cường về vấn đề Nguyễn Xuân Nghĩa. Còn câu hỏi nữa, theo tôi thì mình phải phân biệt những các cái chính khách cấp cao và cái cấp dưới, cái cấp thấp. Cái cấp cao đó họ không có thù hằn gì nhau cả, họ hiểu. Chúng ta sẽ nhìn thấy ví dụ như Phạm Xuân Ẩn giai đoạn chót đó để đón bác sĩ Trần Kim Tuyến, vân vân là thành ra chỉ có cái bọn lau nhau ở dưới này, bọn lính tráng này, lính tráng nó là
tiểu đoàn trưởng các thứ gì đó thì nó mới là một mất một còn với cộng sản rồi, thì là nó là cái kiểu Phan Nhật Nam mật điếc mới lại vấn đề là dựa lưng vào cõi chết mới gì đó ca ngợi tất cả những các cái thành tích của một cái cuộc chiến mà nồi da sáo thịt mà nó cứ khoe hoài mãi. Thành ra là thành ra cái câu chuyện là mình nên phân biệt. Ví dụ như ông Nguyễn Tư Mô có ở nhà Trần Bạch Đằng là hai bên họ kính trọng nhau. Trong lúc nào là thầy học trò bác sĩ Nguyễn Tư Mô là giảng viên ra trường nha khoa. Nhà khoa. Vâng. Thì cái chuyện đó chẳng có liên quan đến, nhưng mà một đằng thì lại anh ở trong nhà Trần Bạch Đằng ra, lúc đó ông Trần Bạch Đằng hay còn ở có giữ chức vụ trong nhà nước Việt Nam. Qua bên này anh mở ra cái Liên minh Việt Nam Tự Do rồi anh Trung Cộng. Đó, ông chết rồi. Không, còn Trần Bạch Đằng thì vẫn ở trong nhà trong nước đâu. Cả Trần Bạch Đằng thì mình không biết. Ông là một thành ủy viên. Dạ vâng, thì lúc đó cũng là thành ủy. Trần Bạch Đằng là một trong những lý thuyết gia của Cộng sản khi mà nắm cái tờ chiến, nắm cái tờ báo Nhân Dân, tờ chiến thắng gì đó, Sài Gòn Giải Phóng đó. Dạ, dạ, dạ. Ông ở trong... Nói về cái ông Nguyễn Tư Mô này, nó buồn cười. Tôi qua đây được khoảng độ mười mấy năm sau, tôi qua đây... Thì 30 tháng 4 tôi bị kẹt ở lại. Thế thì là cái ông luật sư Trần Sơn Hà đó, cái bữa đó ở Seafood Paracel, Seafood World đó. Yeah. Thì nó cũng có một cái buổi ra mắt của mấy anh em Chu Văn An hay là anh em gì đó. Yeah. Thì có ông Nguyễn Tư Mô. Thế thì ông Trần Sơn Hà mới thấy tôi mới qua, thì mới lại dắt tôi qua. Dắt tôi lên để mà giới thiệu. Và đây anh Cường là một trong những người mà lãnh đạo cuộc biểu tình Majestic để mà chống Văn Tiến Dũng cái gì đó. Thì nghĩa là ông Nguyễn Tư Mô mặt hầm hầm, không ạ? Yeah. Mặt hầm hầm lên là coi như rằng cái thằng này hình như là ông ấy coi như là chính ông ấy làm cái đó. Vâng, mà tại sao nó sáng giá hơn mình? Không, mà là tại sao cái thằng nhóc con này nó lên nó cướp công mình? Tại sao thành ra đó cả, chính vì vậy mà đã nhiều những nơi đó mình cũng không dám xuất hiện. Đúng, bởi vì rằng thì là anh em đã khoe một cái thành tích nào đó mà mình có mặt đó thì nó thành ra nó phiền phức cho người ta. Thì nó hỡi ơi trí thức miền Nam. Vâng, thành ra là thì hôm vừa rồi là tôi cũng gặp ông Trần Sơn Hà, tôi mới bảo thì là cái hôm mà ông giới thiệu tôi cái người mà dạy về nha khoa đó là sếp của ông nha sĩ Phạm Đình Tuân đó, thì là ông Nguyễn Tư Mô. Tôi bảo thế là thì tôi nhớ ông cái tên là ông có tên có hai chữ tức là Tư Mô. Dạ vâng. Họ là Nguyễn Tư Mô này, họ Nguyễn. Vâng. Thành nó có buồn cười. Và nhân đây để mà trả lời mấy độc giả thì là cứ bảo là anh Cường về đi để mà hãy về thăm quê hương một lần. Dạ thưa, tôi ở lại với Cộng sản 18 năm. Tôi kẹt, tôi không đi được. Tôi ca hát với Cộng sản. Và chính vì vậy tôi mới thấy cái giá trị của cái bộ đội Cụ Hồ. Tôi nhìn thấy đó, dạo trước mà mình mà nhìn thấy sau 30 tháng 4 đó, tôi thấy rằng thì là nó là một bộ, một cái người mà gọi là cần kiệm liêm chính và chí công vô tư. Yeah. Và một cái phải coi như một cái người bộ đội Cụ Hồ, coi như có trăm con mắt nó nhìn vào mình. Yeah. Cho nên đó, hồi giờ trước vì tôi ở Sài Gòn, tôi ở Việt Nam, tôi làm báo thì cái là nhiều khi là tờ báo chống cộng cái gì đó thì mình vẽ thằng Cộng sản ra là mà một cách, nghĩa là nó gọi là một cái thằng ác ôn, phải không ạ? Răng nghĩa là chìa ra mẹ gì đó, răng hô mã tấu. Vâng, răng hô mã tấu của dân. Mà mình mới nhìn thấy là lúc bấy giờ mình mới vào, mình mới thấy nó lễ phép quá. Nó đàng hoàng quá. Nó hết sức là gì. Tôi lại kể một câu chuyện nhỏ thôi. Câu chuyện nhỏ. Một cái anh cao học kinh tế của mình, anh khoa PIP đó. Thì sau năm 75 thì anh ấy cũng vẫn ngồi ở vỉa hè
ở vỉa hè ở Giạp Rách rồi đó. Tại vì hồi mới giải phóng xong đó thì là chuyên gia Liên Xô nó ở trên lầu. Nhà hàng kia, Grivan. Không phải Grivan. Là trên đường tức là nhà Giạp Rách rồi đó. Giạp Rách, Giạp Rách rồi đó. Thì trên lầu thì là Liên Xô, chuyên gia Liên Xô nó ở ở dưới đó, cái tầng trệt đó. Thì là nó là cafeteria. Thế thì anh này thì sau 75 thì cũng vào ngồi uống cà phê. Thế thì là có một thằng bộ đội, thì lúc bây giờ là cái thằng bộ đội nó cũng vẫn còn mặc quần áo bộ đội. Nó vào, dạ thưa bác cho con xin tí lửa. Thế là thì ông ấy cũng ông ấy chỉ là, thì là nó bật cái nó mượn cái bật lửa. Xong nó quay lại nó trả lời, dạ con xin cảm ơn bác ạ. Con xin cảm ơn bác ạ. Vâng, sao nó lễ phép quá. Không, ông này ông bảo mày cũng biết cảm ơn à. Đây là một người cao học kinh tế của Việt Nam. Mà một người đó mình mới nhìn thấy rằng cái đầu độc về cái tuyên truyền nó gớm ghiếc đến thế nào. Một cái người coi như là trí thức của miền Nam rồi còn gì, mày cũng biết cảm ơn à. Nó ghê như vậy. Và sau đó mình mới thấy rằng trong những trại học tập cải tạo đó là mấy cái người này làm những các cái chuyện hèn hạ lắm. Hèn hạ lắm. Đã có lần tôi đã nhắc lại đó là đóng kịch mấy cái thằng quản giáo. Một cái vị thẩm phán này đêm lăn ra khóc, trời ơi tôi có tội với nhân dân, trời ơi tôi có tội với nhân dân. Người thông gia với một trong người thẩm phán còn ở đây này, ở cái nhà già đây này. Mà nghĩa là coi như bảo cái ông bạn tôi đó thì ông ấy bảo rằng là cái thằng này nó hiểu lầm rồi, bởi vì rằng cái thằng quản giáo nó chỉ hơn mình có một tí thôi, nó là những cái thằng bị đầy đi thì nó mới coi chạy tù, phải không ạ? Và cái thằng quản giáo nó chỉ có nhiệm vụ là nó giữ tù đàng hoàng, nó giữ tù để mà đừng có trốn. Và mình đóng kịch rằng thì là trời ơi mới lại nhớ bác Hồ với lại tôi có tội với nhân dân, thì nó không có báo cáo gì lên trên đâu. Nhưng mà phải thưa thế này, là cái thằng quản giáo đó chính nó là bộ đội của cụ Hồ, nó đầy đủ tư cách là một người bộ đội của, xứng đáng là một người bộ đội của cụ Hồ. Có một độc giả tên Phạm Kiên Lý nói rằng là lúc đó miền Tây nó họ còn vẽ cái hình cán bộ không phải là giang hồ mã tấu nữa, mà lại còn có cái đuôi nữa cơ. Thế rồi còn ở miền Tây nói rằng cộng sản ăn thịt người. Năm ông mình gặp đeo cái tờ cái tàu đu đủ không gậy. Cái đó thì cái tuyên truyền lâu rồi, tuyên truyền nó ra đều mà Việt Cộng ôm nhau ôm nhất. Thế nhưng mà tôi hỏi là người ta ôm nhau ôm nhất, người ta thắng mình vọng vỡ mà bị thắng ấy, mới lại. Đây lại cho phép tôi khoe dạ, cái thành tích nó buồn cười thế này. Buồn cười cái này là cái năm 1954, tức là chia đôi đất nước. 57 thì tôi xuống dưới Rạch Giá tôi dạy học, từ 57 cho tới năm 60. Ba năm đó tôi dạy ở trường Nguyễn Trung Trực đó, tức là trường trung học chính của thành phố Rạch Giá. Thế thì nó có một cái buồn cười thế này là cũng dinh ra dáng cái cây đu đủ mới lại gì đó. Thì là hôm đó hình như là nó có cái công hàm của Phạm Văn Đồng gì đó, và cái hồi đó là cái vấn đề mà mỗi tuần lễ là có cái cuộc họp tố cộng rất là nghiêm túc cả, phong trào thành ra rất là nghiêm túc cả. Thì cái bữa đó là cả học trò vẫn công chức là phải họp, phải họp họp tại, tôi đừng nói về họp tại cái rạp Châu Văn đó, cái rạp hát của thành phố Rạch Giá đó. Thế thì là cái ông trưởng ty thông tin ở đó đó, thì ông mới lên ông ấy nói ông ấy sau một thời gian tố cộng tố kiếp gì đó, thì ông mới lên ông ấy nói rằng thì là ông cũng không hiểu thế nào là công hàm, mà ông cũng nói ông nói rằng thì là nghĩa là chính phủ ta, nghĩa là tổng thống của ta mới là gì đó, đã cho cái chính quyền cộng sản
một cái bài học mắng cho nó mẹ gì lắm. Thế thì tôi nghe đó tôi được bực mình quá, thì tôi mới lên tôi phát biểu. Cái lúc tôi mới lên tôi phát biểu, tôi bảo này ông trưởng ty thông tin, tôi thấy rằng thì là ông nói thế này thì nó kỳ quá. Ông nói thế này đó, thứ nhất là ông không hiểu tại sao lại có cái công hàm, là bởi vì hai miền chưa giao thông với nhau. Đây là công hàm coi như là một cái tuyên ngôn, một cái điện văn chính thức bâng cua, vì nó công hàm mà. người ta nói Một cái công hàm là bâng cua, tôi nói giữa trời, tôi nói giữa quốc dân, tôi nói giữa đất nước của hai bên, chứ tôi không hề liên lạc với miền Nam miền Bắc. Cho nên tôi không gửi cho họ và họ cũng không gửi cho tôi, cả hai bên là vẫn ấy, cho nên nó mới dùng cái công hàm. Thế thì cái bữa đó tôi bảo thì là ông không hiểu gì về cái nghĩa công hàm cả, và ông rõ ràng là cái mà ông khen đó thì không khác gì ông vá một miếng vải thâm vào cái áo của là một cái áo của gì đó, cả học trò nghĩa là cả dạp nó vỗ tay, không ạ? Mà nó lại ác thay đó là cái bữa đó đó, cái ông tỉnh trưởng lại mới về, ông tỉnh trưởng đó là đại tá Hoàng Văn Lạc, ông ấy là người Bắc, lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống của ông Diệm. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao ông ấy lại đi xuống để Rạch Giá làm tỉnh trưởng? Dân đó là dân Cần Lao đó bác ạ. Đấy, thế thì tại sao thì tôi mới nói thế thì nghĩa là nó vỗ tay trước tất cả. Thì ông đại tá Hoàng Văn Lạc đó, ông ấy bảo cái thằng Tà Lọt của ông bảo xuống nói với ông hiệu trưởng, nói với ông giáo sư ngày mai vào dinh gặp tôi. Thế thì là cái số của bác là may mắn lắm á, chứ theo lẽ là nó cho công an bắt bắt ngay cái tối hôm đó rồi. Không, không, thế mới hay đó là và ông cái không khí hồi đó tố cộng nữa, cả trường ông hiệu trưởng và các giáo sư không còn ai dám tới gần tôi nữa, coi như là thằng này thằng hủi rồi. Hủi Ngày mai là gì đó. Thế thì là 10 giờ sáng hôm sau tôi gặp ông đại tá. Thì tôi vào cửa kết có nói là đại tá gọi cho bà. Thế thì vào cái thì thay vì nghĩa là ông ấy chất vấn, ông ấy nói cái gì đó, ông ấy mời tôi ăn cơm. Ông ấy nói là thì là xin lỗi là tôi ăn trưởng chay. Ông ấy nói là đạo Phật ở phía ông ấy là người ăn trưởng chay, ăn chay chay trường đó. và sở dĩ mà tổng thống gửi tôi xuống đây đó là bởi vì cái tỉnh này là tỉnh biên giới với Campuchia, đúng và rồi. bên kia đó bên kia nó hơi thù nghịch với mình, và giữa hai bên đó thì tại vì là cái tỉnh Kiên Giang đó, tỉnh Rạch Giá đó, thì thị xã là Rạch Giá, tỉnh thì là Kiên Giang, mà nó lại coi luôn cái quận Hà Tiên tức là giáp danh biên giới. Thế thì ông ấy nói với tôi rằng sở dĩ tôi mời ông giáo sư tới đây là bởi vì rằng thì là ông giáo sư không nên nói cái điều đó trước mặt học trò, không ạ? Tức là ông ấy sửa lưng tôi đó, ông ấy sửa lưng tôi đó, nhưng mà ông ấy cũng nói thông cảm rằng thì là cái tuyên truyền của mình nó yếu lắm, cái tuyên truyền của mình nó quá yếu, đại khái như vậy. Thế thì tới lúc mà tôi rời ra, nghĩa là tôi ở tòa tỉnh trưởng tôi về đấy, hôm sau nghĩa là cả trường hay là cả tỉnh nó ăn mừng, cả tỉnh nó thấy rằng thì là lạ quá, thằng này tưởng là bị bắt rồi mà sao đấy. Tưởng đâu là bác đi tù là một một thế, xương rồi thế, thế thành ra đó thành ra mình ngộ nhận nhau ghê lắm. Thế thì cái ngộ nhận này đấy thì đại khái ví dụ như Đinh Quang Anh Thái nó có một cái bài viết về anh Ba Phận, nó khóc anh Ba Phận. Anh Ba Phận là một quản giáo đàng hoàng, một quản giáo yêu tù và thông cảm với người ở tù. Đinh Quang Anh Thái nó kể chuyện rằng cái lúc bấy giờ đó là nó
có trong danh sách mà được về. Yeah. Thì nó ngồi thì chờ danh sách được về đó, thì ba Phật cái bữa đó nó chờ đó, thì ba Phật mới nói là, thì là mới hỏi thì là thế anh về làm gì, thì Đinh Quang Như Thái nó nói thì là bây giờ thì bơ vơ về chả biết làm gì thì cũng phải tìm đường vượt biên thôi. Thì Đinh Quang Như Thái nó nói đàng hoàng, thì ba Phật nói là thì là gần như là thông cảm, nói rằng thì là tôi mong rằng tôi sẽ không gặp anh lại, tức là chúc cho mày vượt biên thành công. Đúng rồi. Cho nên đó, thế giờ rồi thì là mới hỏi nhà đó, thì Đinh Quang Như Thái vào trong hồ sơ thì có địa chỉ của tôi. Thế thì mấy tuần sau mới gì đó thì thấy ba Phật, thì thấy ba Phật mặc quần áo bộ đội đến gõ cửa nhà gia đình, nghĩa là Đinh Quang Như Thái giật mình sợ quá. Thì ba Phật đó thì nó tới nó rủ đi nhậu, và nó mới nói về nó cũng lại là một cái người đi theo bộ đội, một cái người ở miền Bắc mình biết đó, Quảng Bình, Quảng Biết gì đó, một trong những cái lực lượng mà nó là gọi là thuần nhất đó. Nhưng mà nó cũng hiểu cái tâm trạng, cái thế kẹt của người dân miền Nam Việt Nam, cái cuộc chiến đó, và nó gần như là nó chúc anh thằng này vượt biên thành công. Thế thành ra cái thành ra Đinh Quang Anh Thái nó có cái nhìn đó, cho nên nó mới là cái thằng thành công. Nó dám nói lên cái mặt của hai vấn đề, chứ không bôi đen, không vẽ răng vẽ cuội. Nó cũng giống như là Nguyễn Xuân Nghĩa đó. Nó không bao giờ nó đụng tới mà để mà nói xấu bên kia đâu. Có một phụ nữ Phạm Thiên Lý khen ông, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, các bác có biết gì về nhiều thì tôi không hiểu tại sao họ đồn về bà Dương Nguyệt Ánh này. Thì mới đây thì hình như là mới tuần, cách đây vài tuần thì bà Dương Nguyệt Ánh lại có một vài câu tiếng nói. Thì tiếng nói là về cái gì, thế nào nội dung? Thì nội dung thì chống lại thì bà Dương Nguyệt Ánh là con của một HO đấy, đấy. Chiến sĩ, chiến sĩ cho chống cộng lâu nay mà. Bà Dương Nguyệt Ánh á là bà bị SBTN nó móc nốt, nó dùng hình ảnh của bà, là tại vì SBTN họ không có người, thành ra họ phải đi tìm những người có nổi tiếng, nhất là nằm trong cái chính quyền Mỹ là càng tốt. Thành ra họ mới đưa bà Dương Nguyệt Ánh lên, Dương Nguyệt Ánh lên làm MC cho một cái chương trình của Asia đấy, làm tất cả là rồi trong cái một cả hai chương trình Asia và một chương trình của Thương Phế Binh, cứu trợ Thương Phế Binh. Thì trong cái chương trình cứu trợ Thương Phế Binh đó đã chấm dứt cuộc đời sự nghiệp của bà với cộng đồng Việt Nam. Đó tại vì trong hôm đó đó bà kêu gọi là một cái vấn đề bà tư tưởng bà thì người Mỹ họ không cấm, nhưng mà bà đòi lật đổ Đảng Cộng sản này kia, nó cái là lúc mà người ta cái là muốn để đánh bóng tên tuổi lên, người ta hứng thì nói là quá cái sự kiểm soát mình. Nhưng bà quên mất bà là một người khoa học gia, nhưng mà bà làm việc cho Bộ Quốc phòng. Ôm bom nổ chậm. Đấy, không phải ôm bom nổ chậm, bà chế các trái bom tinh khôn. Nổ sâu. Đấy, nổ sâu. Và cái sức ép của trái bom nó có thể làm cho những người đó không giết, bị... Giết chết bố. Không bị tổn thương về thể xác, nhưng mà đó... cái áp lực nó làm cho người ta nghẹt thở và người ta chết. Mà giết chết bố con Saddam Hussein. Thì không phải. Không có bố con Saddam Hussein là bị chết, là không phải vì bom của bà Nguyễn Dương Anh. Bố thì bị bắt, nhưng mà mấy đứa con đó chui dưới hầm sâu ở dưới đó đó, mà bom của bà ấy... không, nó không dính vào tới cái bom mà của đánh bà. Không, cái bom của bà Dương Nguyệt Ánh là dùng ở trên Afghan, chứ không đánh mà cũng chưa dùng được cái gì cả. Cái câu chuyện là khi mà nói là khoa học gia Dương Nguyệt Ánh đó, thì thứ nhất là không phải là khoa học gia thì không có trình độ gì về chính trị cả. Đúng. Và đã được mang ra để lợi dụng, và bà ấy mắc bẫy cộng đồng này. Xa bẫy cộng đồng này cũng giống như Nguyễn Xuân Vinh mà thôi. Dạ vâng. Mang ra, bới ra để mà có một vài cái tiếng tăm để mà dùng nữa. Thành ra cái cộng đồng này là cái cộng đồng nó bán hàng giả và nó hại người ta. Nó hại người ta. Chứ không phải rằng nó là người tử tế. Nó suy tôn để nó đưa người ta vào chỗ chết. Đấy, nó làm
thui chột cả cái cuộc sống của người ta. Đấy, thành ra đó, cái câu chuyện là nó mới là đóng vai tú bà. Yeah. Nó sợ nhất là người ta đi về phía bên kia. Người ta có một cái cảm tình chung chung nằm. Còn bà Dương Nguyệt Ánh gọi là cái công của bà ấy để chế cái bom đó, đó là vì rằng bà ấy có bằng cấp lớn và bà ấy được đứng đầu một cái team. Cái team đó. Và cái team đó là khi Bộ Quốc phòng nó có một cái phân. Yeah. Và nó nói là thì các cái bom như này, bây giờ chúng tôi muốn có một cái như thế này này. Yeah. Tức là nó đã gửi cho tất cả những dữ kiện. Yeah. Tất cả chúng tôi đã tìm tới thế này rồi. Tất cả cái này đó thì bây giờ là chúng ta chế ra cái này. Vâng. Tất cả cái đó là nó có kế hoạch hết rồi. Dạ, vâng, và phải đứng đầu một cái team thôi. Dạ, vâng. Thì thưa đó là bây giờ trái bom chưa có nữa. Bởi vì khi nguyên tắc á, khi người ta làm trái bom nó phải mang cái tên. Thì bom á thì là nó là bi cái gì nó có một số ký hiệu. Hiện tại bây giờ giống bác Cường nói, nó đang nằm trong cái thời gian nghiên cứu. Đây là một cái đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng. Tôi muốn quý vị chế cho cái bom như thế này. Thì giống như là hồi trước Đức nó có V1, V2 này kia đại khái. Thì cái toán đó là cái bổn phận ấy. Nhưng mà đó, cái cộng đồng nó thổi phồng lên, nó đánh, nó để cái ống đu đủ nó thổi lên cho bà bay lơ lửng lên trên trời. Đấy. Đó thì ra, thành ra là bà tưởng là bà là ngon. Thì bà ngon thật, bà giỏi thật. Thế nhưng mà đó, bà tuyên bố câu rằng á, khi mà nước Mỹ đang băng giao và đang có cái những cái sự mà gọi là kết hợp tốt đẹp giữa hai chính quyền, thì bà lại là người trong chính phủ mà Bộ Quốc phòng bà lại tuyên bố và đòi giải thể chế độ cộng sản ấy chứ, thì cái đó là bà vi phạm rõ ràng, không có thể nào mà gọi là conflict of interest, tức là cái quyền lợi bị va chạm, bà để cái quyền lợi tư của bà đi vào trong quyền lợi của quốc gia. Là Mỹ nó thành ra từ đó trở đi bà đâu được, bà không có quyền được gia nhập bất cứ một cái tổ chức nào. Mới đây ngày 19 tháng 6 gì đó, bà già bà lại đi ra, bà được mời đi tham dự. Thì mời tham dự thì lại nó lại thấy mặt bà, nó lại mời bà lên nói. Thì lại cái mẫu mà gọi là cái có những người người ta rất là giỏi. Thế nhưng mà đôi khi họ cái đầu óc họ suy nghĩ sao á. Thì bà lại tuyên bố với bà với vẩn thì những người này nó lại mang bà đấy. Cũng giống ông Lương Xuân Việt, tội nghiệp rất. Thiếu tướng Lương Xuân Việt bây giờ tư lệnh của sư đoàn nhảy dù của Mỹ, rất là giỏi. Ông từ nó là lúc đầu đại tá, xong rồi lên chuẩn tướng, xong rồi lên thiếu tướng tư lệnh. Mấy ông cộng đồng Việt Nam này bảo rằng ông sẽ mang sư đoàn nhảy dù xuống cái giải thể cộng sản. Ông có nói bao giờ đâu, tự mấy ông này làm lên. Thế là bây giờ ông Lương Xuân Việt không xuất hiện của trong cái đại nhạc hội Cảm ơn Anh năm 2015 cho tới giờ. Năm 2016 có được đi nữa không? 2017 có được đi nữa không? Thế những cái người này tự nhiên họ đã mọi giết. Cũng giống như Hải quân Đô đốc Lê Ba Hùng của ngoại. Lê Ba Hùng, Lương Xuân Việt hay là Dương Ngộ Đánh đều là những con cháu của HO. Thế nhưng mà quý vị nên nhớ rằng không phải họ con cháu của HO. Họ sinh ra họ để phục vụ cho quý vị. Họ đang phục vụ cái chức vụ của họ, đang phục vụ cho cái chính phủ họ đang làm. Đấy nhé. Cái, bởi vì trong quân đội là anh phải có lời thề, anh tuân hành cái quân kỷ của quân đội chứ. Đó có phải là ông cứ bây giờ tôi làm tư lệnh sư đoàn nhảy dù thì tôi dẫn cả sư đoàn nhảy dù tôi nhảy dù xuống Bắc Bộ Phủ à? Ông thấy là con HO như là con vua rồi chứ còn. Ông tức là cũng lại phải bới ra một tí, cũng giống như là cái cô cái cô thượng nghị sĩ cái con người giàu đó thì nó nói là bố nó cũng là trung sĩ gì của Việt Nam Cộng Hòa đó. Thì tất cả cái câu chuyện là nó tất cả cái câu chuyện này đó là nó thế này. Nó thế này là cái bây giờ đó là nó hết người dùng rồi. Nó hết người dùng rồi. Yeah. Khi mà nó nói rằng thì là nó vượt biển để nó đi tìm tự do. Yeah. Thế nhưng mà đó, qua bên này thì nó vinh thân phỉ gia thôi. Nó vinh thân phỉ gia thôi. Nó không biết là nó đi qua đây nó học bác sĩ, nó học luật sư, nó học kỹ sư.
bây giờ cùng lắm một vài người mới thành ra là cái ông đại tá Lương Sơn Việt gì gì đó. Chứ còn thì nếu mà thực sự nó đi tìm tự do đó, thì chúng ta có vài trăm đại tá rồi, vài trăm đại tá trong quân đội rồi. Nếu nó biết, nếu nó biết rằng thì là đi tìm tự do và cái con đường mà để đi phục vụ nước Mỹ, à, đây là cái con đường vào mainstream đó, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Chứ nó không theo, nó gọi là một cái loại mà nó muốn ăn cả hai mặt, mà hoàn toàn là nó bảo rằng thì là cái đáy của vấn đề là nó không hề đi tìm tự do, nó vinh thân phù phì ra mà thôi. Tôi thấy là càng ngày ở đây đó, cái nội dung chống cộng nó trở nên nghèo nàn quá đi, nó không còn cái gì nữa là phải bơi cái đó ra mà đặt cho nó, thì bởi vì cái nội dung của nó rỗng tuếch, nó không có cái gì, nó không có một chút chánh nghĩa nào đó, thành ra nó phải cố nó bới những cái đó. Con mà ông HO là phải là cái người tốt 100% thì cái đó xin lỗi còn phải coi lại. Còn cái nội dung chống cộng nó nghèo quá đi thì nó không có cái gì để mà tô điểm nó thêm, càng ngày nó càng lộ bộ mặt ra. Thì ra vì thế vơ đầu này vơ đầu kia, nào là ông này ông nọ, là bà này là làm bom, chuyên làm bom nổ chặn thứ bom mà chưa có nước nào trên thế giới làm được và bà này làm được, hay là tất cả những cái đó nó nghèo nàn, càng làm càng chống cộng gì nào nó lộ ra cái nội dung nó càng nghèo nàn. Họ không phải là họ cho là con hát đâu hoàn toàn, mà họ lợi dụng những cái đứa con của họ rồi, có một cái chức vụ ở trong quân đội đấy, hay là trong thành phần chính phủ, xong rồi họ mới móc ra họ rằng đây là những đứa mà sẽ thay họ để mà giải thể chế độ cộng sản. Đấy, như vậy bác. Trong thâm tâm thì nó biết rằng thì là cái HO nó không là vấn đề gì hết. Nó biết là nó không có kính trọng gì hết. Thế nhưng mà nó muốn nói rằng thì là, nó muốn nói rằng là những người này là Việt Nam Cộng Hòa. Nó chỉ muốn nói là những người này là Việt Nam Cộng Hòa mà thôi. Thế thì cái câu chuyện là mình mới nhắc lại là chúng ta có những người thuyền nhân này, rồi chúng ta có những các cái ODP này, chúng ta có những cái HO này, vân vân này, và thì tất cả những cái người này đó thì mấy chục triệu dân Việt Nam ở trong đó, nhất là kể cả thương phế binh, nó nói là những tinh hoa, những các anh em ăn trên ngồi trước đó, bây giờ anh em được chọn đi rồi, còn để lại có một mình chúng tôi thôi. Đây mới là cái nỗi ân hận mà bây giờ nó mới quyên tiền cho thương phế binh dòng chúa cứu thế. Chúng nó là chen chân nhau nó đi, và nó dành, nghĩa là nó khai hồ sơ gian, nó khai đủ các thứ gì đó, cho nên nó mới là cái bây giờ nó tràn ngập cái lòng hối hận. Vâng, thì thưa quý khán giả, đây tại sao là yêu cầu để chúng tôi nói về thật sự rằng những người này họ cũng chẳng làm gì, mà đôi khi mình nói về họ thì tự nhiên mình đánh bóng cho họ. Nhưng mà tại vì quý khán giả hỏi thì chúng tôi cũng trả lời thôi. Có nhiều chuyện để cần phải nói chuyện, nhưng mà có lẽ là để nhờ bác Cường về nghiên cứu có cái vấn đề này đang xảy ra tại Việt Nam và nó nổ ra rất lớn. Đó.